Rồi, xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em Thái Hòa lại về rất là nhiều sản phẩm để phục vụ quý anh chị trong cái dịp mùa hè của năm 2022. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục gửi tới quý anh chị bảng báo giá anh chị nhé. Em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một để gửi tới tất cả mọi người. Và tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội ạ. Chiếc xe đầu tiên mà em muốn gửi tới quý anh chị đây là chiếc Volkswagen Passat, sản xuất năm 2018 và đăng ký năm 2019, một chủ từ đầu, chạy 2 vạn km, biển số gốc thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Chiếc này thì sang tiền Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển này. Xe thì mới chỉ chạy 2 vạn km thôi, không khác gì xe mới cả. Đó, và chiếc xe này thì sử dụng chung khung gầm với Audi A6 rất hay luôn này anh chị nhá. Chạy cực kỳ đầm, cực kỳ chắc chắn. Và kiểu dáng của chiếc xe thực sự rất lịch lãm. Chiếc này xe mới đâu đó lăn bánh khoảng gần 1 tỷ 6 thì em Thái Hòa chỉ bán với giá là 1 tỷ 055 triệu đồng thôi. Đó, giá trên thì vẫn còn thương lượng được anh chị nhé. Chiếc xe tiếp theo, đây là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium tùy chọn cao cấp, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe thì mới chỉ chạy 200 km anh chị nhé, không khác gì xe mới cả. Đó, cái bản tùy chọn cao cấp này thì xe sẽ được trang bị vành 19 đa chấu này. Vành 19 đa chấu này. Tiếp đến là radar phanh khoảng cách này, hay là rèm điện này, đó thì chỉ có cái bản 2.0 Premium tùy chọn cao cấp mới có thôi. Xe mới ở trong hãng lăn bánh đâu đó khoảng 1 tỷ 1 thì em Thái Hòa cũng chỉ bán với giá là 965 triệu đồng thôi. Và giá trên thì vẫn còn thương lượng được anh chị nhá, 965 triệu đồng. Chiếc Mazda 6 2022, 200 km ạ, siêu siêu mới luôn. Tiếp đến ở đây là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 2 vạn km anh chị nhá, biển số gốc tỉnh, xe màu đen nội thất kem rất mới luôn. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 210 triệu đồng. Ở góc trong cùng đây thì em về một chiếc xe có thể nói là rẻ nhất cửa hàng. Đây là chiếc Ford Escape anh chị nhá. Sản xuất và đăng ký năm 2010. Đây là bản XLS số tự động. Đó, xe thì một chủ từ đầu, biển sẵn Hà Nội, chạy hơn 9 vạn km anh chị nhá. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng, rất rẻ luôn. Đó, động cơ hộp số vẫn còn nguyên bản luôn anh chị nhá. Anh chị yên tâm ạ, kiểm tra ở đâu cũng được. Chiếc Mazda 3, chiếc Honda City và chiếc Peugeot 2008 thì em đã tạm nhận cọc hết rồi. Kể cả chiếc Tucson này em cũng vừa nhận cọc rồi. Đó, ở đây thì em có thêm chiếc Hyundai, em xin lỗi, chiếc Kia Sorento. Đó, đây là bản phun xăng cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2017. Xe chạy 5 vạn km biển thành phố anh chị nhá. Đây là cái bản mà xe đã được trang bị hai ghế điện rồi này, mặt ca lăng mới này. Đó, chạy 5 vạn km full lịch sử hãng. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 689 triệu đồng. Ở bên cạnh đây thì em có một đôi Hyundai Santa Fe. Chiếc màu đen là Hyundai Santa Fe bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020 anh chị nhé. Đó, chạy 4 vạn km biển số gốc tỉnh, sẵn hồ sơ cầm tay. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 225 triệu đồng. Ở bên cạnh đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe thì sẵn biển Hà Nội luôn anh chị nhé, và biển rất là đẹp. Đây là bản phun dầu cao cấp đấy ạ. Xe thì được trang bị màu ngoại thất là màu nâu. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 160 triệu. Em hơi bị loạn giá một chút. 1 tỷ 169 triệu đồng ạ. Đó, giá trên thì vẫn còn thương lượng được. 1 tỷ 169 triệu đồng anh chị nhé. Cho chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2019. Ở đây em lại có chiếc Honda CR-V, sản xuất và đăng ký năm 2015. Xe thì sẵn biển Hà Nội luôn anh chị nhá, xe màu đen nội thất kem. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 645 triệu đồng. Đó, giá trên thì vẫn còn thương lượng được. Góc này thì sẽ hơi chật một chút. Ở đây em có chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium, cũng tùy chọn cao cấp anh chị nhá. Sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe vào tháng 10 năm 2021 anh chị nhá, chạy 1.600 km, cũng không khác gì xe mới cả. Đó, chiếc này thì bên em đang chào bán là 945 triệu đồng. Hai chiếc trắng và đỏ này y hệt nhau anh chị nhá, khác mỗi năm sản xuất thôi. Đó, 945 triệu đồng cho chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium tùy chọn cao cấp, sản xuất và đăng ký vào tháng 10 năm 2021. Chiếc S400 này em cũng đã tạm nhận cọc rồi. Ở đây em có chiếc Kia K3 phiên bản 2.0, sản xuất năm 2014 và đăng ký năm 2015. Chiếc này thì chạy 9 vạn km,
full lịch sử bảo dưỡng trong hãng một chủ từ đầu anh chị nhé. À, biển gốc thành phố anh chị ạ. Đây là bản 2.0 cao cấp nhất. Xe được trang bị ghế điện này, cửa sổ trời này, nhớ hai vị trí ghế này, ba chế độ vô lăng này. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Chiếc CX8 em đã tạm nhận cọc rồi. Ở góc này thì em có chiếc Kia Optima. Kia Optima đó, sản xuất 2011 và đăng ký năm 2012. Xe thì trang bị cũng rất là nhiều option luôn, chạy 9 vạn km một một chủ từ đầu luôn đấy ạ. Em xin lỗi, chiếc này là hai chủ. Xe được trang bị đèn full LED này, giải LED định vị ban ngày này. Tiếp đến là em xem nào, vành 5 chấu này, cửa sổ trời toàn cảnh này, hay là rửa đèn pha auto này. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng, quá hợp lý luôn đúng không anh chị? 445 triệu đồng sở hữu xe hạng D. Đó, xe thì nội thất màu kem rất đẹp luôn anh chị nhá. À, cuối cùng thì bên em còn một chiếc. Đây là chiếc hatchback hạng B, chiếc Honda Jazz, sản xuất 2018 và đăng ký năm 2019. Xe thì biển số gốc tỉnh anh chị nhá. Bên em cũng sẵn hồ sơ rồi. Gia chủ thì độ lên hơn 60 triệu tiền đồ và đã độ full lên bản RS. Đây là bản XV anh chị nhá, đã độ VX, đã độ full lên bản RS rồi. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 459 triệu đồng. Đó, tất cả bây giờ em quay là những xe mà bên em hiện có, và tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không hợp nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Anh chị quan tâm thì hãy liên hệ qua số điện thoại hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui ạ.